lục hoa nghiêm tịnh tinh cần, nhất tâm an lạc trọn phần khoa tu. Nam mô trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng như là định kỳ, chúng ta có một cái buổi chia sẻ vào buổi sáng 18 hàng tháng. Bên đây mình thọ bát hay là tu ăn ngày lạc tu ăn lạc ngày, nghĩa là giữa cái xã hội ồn náo, chúng ta muốn tách ra khỏi những sự ồn náo vọng động đó để cho tâm chúng ta được an lạc. Cái tu an lạc một ngày ở tại chùa quý vị, nó giống như là nơi mà có thể mình dễ dàng thông thoáng mình luyện đạo. Cái tu ở chùa an lạc không có nghĩa là mình đến đây mình tu được an lạc một ngày trong chùa, mà đi đến chùa mình tập cho tâm mình được an lạc. Tại vì giống như là mình là một người tài xế lái xe, khi mà mình đi mình tập cho mình biết cách lái xe, thì khi đi ra ở bên ngoài gì, dầu cho đường hẻm, đường hóc gì mình cũng biết lái. Tại vì khi đó là mình đã biết lái rồi, nên là đi vào trong những nơi khó lái mình lái được. Còn ở ngoài đời chính là những chỗ không có lái được, lý do là quá nhiều hẻm, quá nhiều hóc, quá nhiều sự chướng ngại vật ở trong cuộc đời nên chúng ta không thể lái được. Do đó chùa là một nơi bằng phẳng để cho chúng ta tập lái. Khi biết lái rồi thì chúng ta lái chỗ nào cũng được hết. Như vậy thì nơi chùa mà chúng ta tu tập một ngày được an lạc là nơi nó ít chướng ngại vật, và cái môi trường tu nó dễ dàng hơn để chúng ta luyện cái tâm mình. Bởi tâm mình hay bị tác động bởi hoàn cảnh với những cái xung quanh, nó liên tục tác động bởi hoàn cảnh xung quanh. Như vậy thì cái mà không an lạc là gì? Không an lạc có nghĩa là chúng ta trước các hoàn cảnh xung quanh gây nên cái tâm động loạn của mình. Có những người á quý vị, tâm động lên cái một là nó chiếm hết cái tâm tư mình luôn. Có những người nổi sân nổi 3-4 ngày không bao giờ hết sân được. Và có người buồn cả mấy tháng trời không bao giờ hết buồn. Cả từ tâm hồn ở trên cho đến dưới, nó hoàn toàn là một nỗi buồn, nó ám ảnh. Có những người bị căng thẳng, thì cái tâm lý căng thẳng này nó luôn luôn lúc nào nó bao trùm lấy người của mình luôn quý vị. Như vậy thì nơi chùa là một cái nơi, cái thứ nhất á, là để cái môi trường
không thông thoáng, có môi trường tốt để chúng ta luyện tâm của mình. Cái thứ hai nữa là nơi chùa là nơi chúng ta xả những cái stress, gọi là xả trượt đi ra. Và cái thứ ba nữa, môi trường chùa để học hỏi, để tăng trưởng tất cả công đức và phước lành cho mình khi chúng ta đi đến chùa. Nên khi đến chùa một ngày á quý vị, là nó có cái giá trị tu tập rất là lớn. Do đó khi mà ta đến chùa, tự nhiên ta xả bỏ hết từ ngoài cửa đi. Giống như là mình trước lúc mình ngồi thiền á, cái mình có hít ba hơi và xả ba hơi ra để khi mình ngồi thiền xuống, mình tưởng tượng tất cả các cái phiền não, tất cả các cái vui buồn hờn giận trong cõi đời mình cho ra hết, đây gọi là xả trượt đó. Chứ thực ra trượt á thì nó không thể là xả được, nó không có giống như là ở trong một cái lu nước mà mình quậy cặn cáo lên mình đổ ra được, nó không phải như vậy quý vị. Mà trượt này là trượt của những tâm niệm chúng sanh lo lắng vui buồn hờn giận. Khi mà lên ngồi thiền á, có những người lên ngồi thiền gấp gấp không có xả trượt đó quý vị, cứ lên cái mình ngồi vô luôn giúp tâm không được. Nên đó mình tập một cái pháp quán để mà xả trượt, lên ngồi xuống mình hít hơi dài, cái mình thở ra, hít hơi dài thở ra ba lần, mình tưởng tượng như tất cả các cái gì đó mình cho nó trôi theo dòng nước hết, trong đầu mình bắt đầu rỗng rang, không suy nghĩ điều gì hết nữa quý vị, không lo nghĩ, không buồn phiền, không bán quán trách gì ai hết. Do đó khi đi chùa cũng vậy đó, nếu mà muốn tu một ngày được an lạc tốt quý vị, vừa vô tới cổng chùa hít ba hơi thả nó ra ngoài lộ hết đi. Nghĩa là hôm qua giận ai, phiền ai, hồi kia làm gì đó mình hít thả ra ngoài lộ hết. Khi mà đi vô chùa mà đem cái tâm không không, cái thân không không là đi vô thôi quý vị. Cái tài nải đi vô chùa rồi bắt đầu từ đó mình đầu tu tập một ngày trong chùa để luyện đạo, để rèn đạo từ ở trong chùa, để được có một sức mạnh của đạo, có nghĩa là có cái đạo lực, từ cái đạo lực đó ra mình đối kháng với hoàn cảnh ở phía bên ngoài, thì lúc đó chúng ta bắt đầu đầu tu. Nên á, có nhiều người tu tập quý vị không có cái phương pháp tu cụ thể. Cái phương pháp tu cụ thể, cái thứ nhất á là cái thời khóa tu tập, mà cái thứ hai nữa quý vị là cái công phu tu tập. Cái công phu với cái thời khóa nó khác nhau. Thời khóa là vào buổi sáng mình làm gì, buổi trưa mình làm gì, buổi chiều mình làm gì, gọi là thời khóa. Còn công phu tu tập tất nhiên là mình áp dụng cái sự tu tập trong thời khóa đó và áp dụng sự tu tập ngoài thời khóa, gọi là công phu tu tập. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau nha. Có những người có công phu tu tập và không có thời khóa tu tập quý vị. Có những người có thời khóa tu tập mà không có công phu tu tập. Nếu hai cái này mà chúng ta không để ý, chúng ta lộn với nhau hoặc là không có sắp xếp cho được á, thì cuối cùng tu cái không có đạt được cái kết quả. Như vậy á, thì đối với một cái người tu, cái thứ nhất là mình chọn pháp môn tu là cái pháp để cho mình thực hiện và là cứu cánh. Còn cái thời khóa tu tập là để ghép mình vào trong cái khuôn khổ. Còn công phu tu tập, cái này mới tăng trưởng được phước báo công đức của mình trong công phu tu tập này, à, quý vị. À, nên cái đời sống tu tập á, của một người mình lên trên một cái lịch như là một cái bản đồ tu vậy đó. Vậy thì cái thứ nhất á, là cái pháp môn tu. Cái thứ hai nữa là thời khóa tu tập. Cái thứ ba nữa là công phu tu tập. Mà rõ ràng từng cái hết gì mình áp dụng từng ngày từng ngày. Thì người này chỉ có tu con đường tinh tiến á, mà đi lên thôi, à, quý vị. Như vậy thì nói chung tất cả đều là cái phương pháp và thời khóa tu tập. Cái này mình không để ý, nhầm khi mình thấy làm những tu đại thừa vượt bực tất cả các cái, hay là những cái phương pháp để cho mình bứt phá nội tâm đi lên thôi, mà không để ý đến cái này thì là chúng ta bị khuyết một cái điều, là khuyết về điểm tinh tấn. Tại vì cái thời khóa tu tập này nó dính tới tinh tấn. Mà quý vị biết á, là trong kinh Tứ Niệm Xứ hoặc là ở trong kinh Tứ Đế, Đức Phật dạy là tinh tấn lên tới 9 tới 11 lần sự tinh tấn, phải không? Nếu ai có đặt cho mình một thời khóa, có phương pháp tu tập trong cái thời khóa, thì cái người này sẽ đạt sự tinh tấn. Mà người đạt sự tinh tấn thì đạo lực càng ngày càng lên cao.
Nên nhầm khi mình thấy tu mà đạo lực mình càng ngày càng xuống thấp quý vị. Có nhiều người tu đạo lực càng ngày càng xuống thấp, nghĩa là mới tu tu dữ dội lắm, nhưng mà tu một thời gian sau sáu tâm mình nó bồ đề đâu, nó thối chuyển rồi, mất rồi, nó bị sao lãng rồi. Còn mới tập tu, mới đi tu thì mình ham lắm, đi đạo tràng ai rủ cái chạy ào ào liền. Nhưng mà tu một thời gian thấy nó chểnh mảng, nó lề mề, nó chán nản. Rồi là có những người quý vị gặp những cái hoàn cảnh hóc búa xảy ra, rồi bỏ lơ bỏ đảng giữa chừng luôn, không còn cái tâm tu ban đầu nữa. Như vậy là cái thời khóa tu tập họ không có đó, và cái phương pháp tu tập họ không có. Như vậy thì đạo tràng mình là đạo tràng thuần thành. Vì sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái này, để cho chúng ta chỉnh đốn lại trong cái cuối năm. Và khi ăn Tết chúng ta cũng không có buông tâm ra ngoài, mà qua Tết cái quên tu. Có những người vui quá qua Tết quên tu luôn đó quý vị. Như vậy chúng ta chia sẻ nhau với đề tài là phương pháp và thời khóa tu tập A Di Đà Phật. Cái Phật tử, mình là Phật tử thuần thành nha. Cái này mình nói ở dưới quê thì nói không được. Có nghĩa là những người ta lâu lâu đi chùa chơi rồi đó, hoặc là những người ta đi hành hương đồ thì không áp dụng được cái này. Quý vị, mà cái này là áp dụng cho những Phật tử mình tu muốn đạt được kết quả của một đời tu tập của mình, càng ngày càng tăng tiến, càng ngày càng mở khai những cái trí tuệ sáng suốt. Có những người mở khai nhãn quan, có những người mở khai trực giác. Quý vị coi gì đó, chứ có những người mà ta niệm Phật thời gian sau cái mình nói gì người ta biết chơi rồi quý vị. Nghĩa là trực giác người ta có rồi đó, nghĩa là người ta mở được một cái khóa nào ở trong cái mật mã của tâm linh đó. Nên có những người tu một thời gian ta nhảy bén lắm, biết hết, thấy không quý vị? Chưa đắc đạo nhưng mà người ta đã biết trước, biết được. Có những người biết trước ngày chết, có người là biết được lòng người, có những người là đánh giá hoàn cảnh rất là chính xác. Do đó là biết mình có tu tiến rồi đó. Tu tiến bộ nên trực giác càng ngày nó càng mạnh lên, và có thể nhìn người ta mình biết người ta muốn cái gì đó. Có những người nhìn thôi là biết muốn gì khỏi câu hỏi nữa, nghĩa là trực giác người ta rất là mạnh đó. Nên cái thứ nhất các quý vị là cái phương pháp tu tập. Ở gì thì mình tu tập theo cái phương pháp nào? Phương pháp tu tập này nó giống như là mình chọn một cái pháp môn tu, nên trong pháp môn tu đó nó có cái phương pháp tu. Như vậy thì đầu tiên là cái pháp môn tu là mình chọn là cái pháp môn tu gì? Ở đây thì chúng ta tu niệm Phật phải không? Vậy thì cái pháp môn tu mình là cái pháp môn tu niệm Phật. Như vậy thì trong cái pháp môn tu niệm Phật này quý vị, mình mới có cái phương pháp tu trong cái pháp môn tu niệm Phật. Bây giờ ví dụ như là mình tu niệm Phật bằng cách nào? Ví dụ là bây giờ mình chọn cái pháp môn tu niệm Phật rồi phải không? Như vậy thì cái phương pháp tu niệm Phật là mình chọn cái phương pháp nào? Phương pháp là mình ngồi niệm Phật, đứng niệm Phật, đi niệm Phật, hay là niệm Phật trong những thời khóa, ngoài cái thời khóa đó ra mình không niệm Phật. Như vậy thì cái phương pháp tu niệm Phật này nó có nhiều cái phương pháp khác nhau lắm quý vị. Nếu một người mà có nhiều cái tâm vọng niệm quá đó quý vị, có nghĩa là một người có giận hờn sân si quá, đối trước tất cả các hoàn cảnh họ giận hờn quá, họ chọn một cái phương pháp đó là niệm Phật liên tục. Có nghĩa là A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Còn người mà ta thấy nó tĩnh lặng thân tâm mà quý vị, đâu ta chọn phương pháp khác, ta chọn là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lầm thầm to câu hoài trong tâm. Trong lúc mà mình niệm Phật, mình nghĩ tưởng nhớ tới chư Phật và nghĩ tưởng nhớ tới công hạnh của Phật ở trong cuộc đời. Như vậy thì đối với cái người mà vọng động nhiều, vọng tâm nhiều cái gì, mình lấy cái này mình đè đằng kia. Có nghĩa là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà thấy nó còn những cái lơi để cho chen cái tâm ma vào trong tâm của mình, thì mình chọn một cái phương pháp gọi là phương pháp mình đánh liên tục. Nghĩa là dùng chiến tranh để đàn áp chiến tranh, giống như vậy quý vị. Có nghĩa là lấy cái này để đàn áp cái kia. Nên có những người gì nổi sân lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sân càng lên nổi thì cái tiếng niệm Phật người ta càng lớn, ta đè ngược qua lại. Cái đó là cái phương pháp để khống chế tức thời thôi, nó không quá giải được hết, nhưng mà nó sẽ qua trong cái giai đoạn đó quý vị. Nên có nhiều cái đạo tràng người ta mới nghiên cứu,
trong một cái đạo tràng như thế này nè, đông người quý vị, cái sự động ở bên ngoài nó càng nhiều, mà mình niệm Nam Mô nó kéo dài quá thì nó còn khoảng thời gian trống để nó cho chen những cái khác vô, nên bắt buộc người ta nó có những cái phương pháp là niệm 5 lần 4 lần liên tục quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà trong cái niệm đó có cái sự nín thở trong đó, có sự nín hơi trong đó. Giờ ví dụ như á là mình lên một cái hơi rồi mình niệm cái mình nín hơi luôn á quý vị, thì hết cái làn hơi đó mình hít một hơi khác, mình niệm cái một cái hơi dài niệm cái hết một hơi, chứ mình trong một cái 4-5 lần niệm đó mà cái hơi của mình nó hít ra 3-4 lần thì làm sao niệm. Nhưng mà có nhiều người á quý vị khống chế các cái tâm vọng mình lên á bằng cách là người ta nín hơi nữa. Dù người ta nín hơi cái hồi mình lo mình thở không, mà cái đó mình đâu lo giận ở bên ngoài nữa. Thì nói chung cái đó là những cái phương pháp mà chúng ta tu bằng cách niệm Phật, nghĩa là mình niệm Phật á, là niệm Phật theo kiểu nào thì mình chọn cho mình những cái phương pháp. Có những người á quý vị chọn nhiều cái phương pháp khác nhau, ví dụ như về nhà chọn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà vào ở trong chùa người ta là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là lúc nóng giận lên thì ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bình thường ta chọn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà mình tốt nhất quý vị mình chọn một cách thôi, có nghĩa là để tạo thành có thói quen. Bây giờ thì nó không sao, mình còn tỉnh táo nó không sao quý vị, nhưng mà lúc mình bệnh tật rồi đó thì không thể nào mình chắt lọc được từng cái phương pháp một trong từng trường hợp một. Do đó mà khi mình bệnh tật rồi thì mình theo cái quán tính của mình niệm thôi. Do đó mình chọn cái nào mà theo thói quen của mình nhất. Còn đi đạo tràng ai niệm cái nào thì mình niệm phương pháp đó. Nhưng mà khi riêng tu tập riêng cho mình đó quý vị, mình có hai cái tu tập nha. Một cái tu tập là tu tập chung của tập thể mang tính nghi lễ, còn cái là công phu riêng của mình. Như vậy công phu riêng của mình á là cái thời khóa cũng công phu riêng, rồi á là ngoài thời khóa cái đó cũng công phu riêng của mình. Còn ví dụ như đi đạo tràng, đi đến nơi tập thể, cái đó là công phu chung. Công phu chung thì mình tuân thủ theo ở cái nơi công phu, có nghĩa là nơi đó ta niệm thế nào mình niệm như thế đó, nơi đó niệm theo hoằng pháp mình niệm theo hoằng pháp, nơi đó mà người ta niệm theo hòa thượng Tịnh Không thì mình niệm theo hòa thượng Tịnh Không, nơi đó ta theo tam thời hệ niệm thì mình theo tam thời hệ niệm, ta niệm kiểu nào mình gọi là hòa chúng. Như vậy thì cái mà công phu tu tập lúc mà tu tập thể quý vị, có nghĩa là tu chung đó, nó không mang cái giá trị là đắc của sự tu hành đâu, mà nó mang giá trị nghi lễ là nhiều hơn. Có nghĩa là đông người vậy chứ mình còn để ý người này nghe ý người kia khó nhiếp tâm lắm. Lợi đến đó là mình tu mang tính nghi lễ nhiều hơn á, là tu thực chất á, của mình riêng của cái bản thân của mình. Do đó mà cái người nào tu mà tăng trưởng lên cao nhanh nhất đó quý vị là tu riêng mình chứ không phải tu tập thể đâu. Tu tập thể vậy chứ mình để ý người này để ý người kia, lúc đó mình loạn tâm mà. Nhưng mà cái tâm mình loạn đó nó vi tế ở phía bên trong đó. Ví dụ như trong một cái tập thể này ngồi đây nè, ai làm sai gì mình biết à, hoặc giả là ai mà làm gì không hài lòng cái mình biết. Do đó cái tâm mình nó dễ dàng động loạn lắm. Nên người nào mà tu dễ đắc dễ chứng nhất á, là người ta tu riêng chứ không có tu chung. Tu riêng là gì? Là tự tập á, tự mình trong những cái thời khóa riêng của mình đó, thì cái đó mới là cái giá trị đó. Còn cái chung á, chẳng qua là cái nghi lễ, là cái mình khép mình vô trong một cái khuôn phép thôi. Không bao giờ tu chung mà đắc đạo được đâu, mà cái riêng đó mới là cái đắc đó. Chứ còn chung ngồi tập thể nào Nam Mô A ba lần, Di Đà Phật ba lần mà sao không có đắc? Tại vì tâm của mình nó tán loạn. Nếu tâm mình nhiếp thì cũng đắc được, nhưng mà tại vì tâm mình không thể nhiếp, lý do là tại vì thói quen lâu đời lâu kiếp rồi, gặp nhiều người bị tán tâm mà, gặp nhiều hoàn cảnh mình bị tán tâm mà. Có nghĩa là tâm phàm dễ làm động loạn bởi cảnh trần. Do đó đi tu tập thể, ví dụ đi tu tập thể mình tính đâu tu vậy đó là nhiều khóa chừng nào đắc đó, vậy không phải đâu có gì. Vô đó tu để học hỏi, vô đó tu để học cách thức, vô đó tu để học phương pháp. Từ cái phương pháp đó mình áp dụng đi về nhà mình làm, thì chính cái về nhà mình làm đó mới gọi là cái được của mình đó. Chứ vô đó tu quý vị nhầm khi bị phiền não nữa đó. Nhưng mà học được nhiều thứ lắm quý vị. Người ta nói là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Mình thấy người ta sai gì về nhà mình sửa, thì cái người đó mới chính là người có trí tuệ đó. Thấy cô này vô sao mà niệm Phật niệm lung tung, mình không niệm lung tung nữa. Hoặc là thấy người ta đi đứng nằm ngồi như thế nào thì mình thấy cái tốt mình học, thấy cái xấu thì mình không học quý vị. Nên đi trong đạo tràng nó có giá trị riêng của nó, là mang tính chất những cái bài học kinh nghiệm.
để mình áp dụng những cái phương pháp đó đi về nhà, hoặc có những cái phương pháp mới đi về nhà mình tu tập. Nên công phu riêng, là công phu riêng là trong nhà Phật gọi là hạnh viễn ly hoặc hạnh yểm ly đó. Cái này á, mới đi đến đắc quả không cái gì. Nó hàng ngày nó tấn lên, còn mà đi tu chung á, là mình bị tán tâm hết. Không phải là tán tâm theo kiểu ngoài đời, mà tán tâm có nghĩa là tâm mình không thể định được, không thể gom được. Ngồi thiền một lần 5-70 người thế này không thể nào gom được, mà mình ngồi một mình gom được đó. Đó quý vị, tại mình tánh mình hay để ý, mình đâu phải là thánh đâu, hay để ý lặt vặt lắm quý vị, coi vậy chứ mình để ý nó vi tế phía bên trong đó. Nói tôi bỏ hết thì tôi không bỏ ai, chứ cái gì tôi cũng bỏ hết, bỏ hết gì. Còn đó chứ không phải bỏ hết đâu, nói ngoài miệng thôi chứ mắt mình cũng nhìn, tai cũng nghe đó. Ai mà làm trái ý mình cũng nheo chân mày đó, tuy không nói ra thôi nhưng mình cũng giật giật chân mày nheo lại đó. Đó quý vị, thói quen trăm ngàn kiếp sao bỏ được. Do đó trên lý thuyết á thì mình nói mình bỏ hết, nhưng không bỏ hết được đâu. Do đó mình ngồi ở chỗ tập thể đông người không thể nào mình tu đi đến chứng đắc được. Nhưng mà ở tập thể đông người thấy sự cảnh thanh tịnh trang nghiêm, và thấy cái nơi đó mình học hỏi được nhiều điều, và nơi đó sẽ làm những cái mô phạm để về nhà mình làm y như vậy đó quý vị. Bây giờ ví dụ như vô trong đạo tràng, mình ngồi y như vậy mình không đắc đạo, nhưng về nhà mình ngồi y như vậy mình đắc đạo đó. Nhưng mà muốn ngồi y như vậy được thì trong đạo tràng người ta sửa cho mình trước, để cái cách ngồi thôi. Về nhà mình ngồi y như vậy thì mình sẽ đắc ở tại nhà. Tại vì ở nhà mình yểm ly, ở nhà mình viễn ly tất cả các pháp. Từ viễn ly tất cả các pháp đó thì nó phát huy được cái nội lực phía bên trong. Còn mình không viễn ly, yểm ly tất cả các pháp thì không phát huy được nội lực bên trong. Nên có những người mà tu, đi tu không quý vị. Đi tu có nghĩa là thích đi những cái đạo tràng để mình tu tập. Mình tính là mình hơn người ta ở nhà, không phải đâu quý vị. Cái tu tập riêng cái đó mới tăng trưởng được nội lực. Còn đi là mình học, càng đi học càng nhiều. Nhưng mà đến một trình độ cao siêu, nếu người nào có thể yểm ly trước hoàn cảnh mà trong đông người này, thì người này tu đắc hơn cái người kia. Có nghĩa là trong cái hoàn cảnh đông người này mà họ có thể diễn ly được tất cả các pháp tại chỗ đông người này, thì cái người này dữ dội lắm rồi. Có nghĩa là tâm đoạn cảnh trần rồi. Nghĩa là người này tu rất là mau tiếng. Nên cái này nó cũng có cái kia, chứ không phải mình nói là tất cả đều như vậy. Nên có những người căn cơ cao vậy, ngồi trong đạo tràng tu tập mau tiếng lắm. Tại vì họ đã tập một cái phương pháp. Cái phương pháp của họ là phương pháp phải đối cảnh, và dùng cái cảnh đó để trị lại cái bệnh tâm của mình. Bình thường mình đối cảnh mình sanh tâm. Bây giờ họ cho một cái bài toán đối cảnh mà mình không sanh tâm, thử coi được hay không. Nên có những người á, người ta tu bằng cái hạnh là người ta kêu chửi tôi đi, thử đi. Đừng mình kiểm soát tâm mình, và trong lúc chửi đó mình quán sát trực tiếp với người ta, để mình hóa giải liền tại chỗ đó quý vị. Nên người ta rất thích những người khác cản mình, cản để thử tâm mình có tới cỡ nào. Đó là những bậc mà muốn tu bứt phá đó quý vị. Còn mình người ta chửi sợ gần chết trốn, phải không? Như vậy thì nó có nhiều cái đối tượng tu hành khác nhau. Như vậy thì mình có nhiều cái phương pháp tu tập khác nhau trong lúc niệm Phật. Nên có những người á, muốn niệm Phật á, là vắng lặng. Ở bên ngoài là mình học vắng lặng, nghĩa là mình bỏ hết tất cả các cái, mình đi vô trong cốc mình ngồi niệm Phật. Đó là mình dùng cái phương pháp, đó là phương pháp niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cứ niệm tới quý vị. Có những người á quý vị, niệm Phật cũng Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cho trần tác động từ từ, cho những ham muốn tác động. Có nghĩa là mình niệm Phật mà tiếp xúc với cảnh trần. Đi ra ngoài càng tiếp xúc, mình niệm Phật coi thử qua được cái cảnh đó hay không. Mình thử đi. Ví dụ như mình nổi sân, người ta tập cho ta chọc cho mình nổi sân lên, rồi bắt đầu mình nổi sân lên mình niệm Phật coi thử qua cái sân đó hay không. Như vậy cái sân đó là một cái bài thi cho mình vượt qua. Mà cái người nào mà vượt qua được cái sân niệm Phật, vượt qua được cái sân đó lần đầu, cái ta tập lần thứ hai, lập tầng thứ ba, thì tâm mình gọi là tâm thuần thục quý vị. Nên mai mốt người ta làm gì mình sân, niệm Phật nó hết sân à. Quý vị thấy không? Đó là những cái phương pháp mà người ta áp dụng ở trong cuộc đời để vượt qua những cái hoàn cảnh. Nên á, khi mà niệm Phật đầu tiên mình có cái phương pháp niệm Phật. Thứ nhất là dùng câu niệm Phật nào. Như vậy theo lời khuyên á, thì dùng cái câu niệm Phật nào mình quen nhất, tạo thành cái thói quen. Tại vì tất cả các cái trong cái thế giới tương đối này đều mang một cái gọi là tập quán nghiệp. Tập quán là một cái thói quen của mình. Mình quen cái gì thì mình niệm cái đó quý vị. Đừng thấy người ta mà ham mà sửa. Sửa mình không quen đó quý vị. Giống như là mình chạy xe quen, chạy xe cúp 50. Bây giờ thấy người ta chạy mô tô lớn 100-200 phân khối, người ta chạy thấy đẹp quá phải không? Nhảy lên mình chạy quý vị. Ta thì chân dài mét mấy, còn mình chân có 5 tấc cả chổi, đâu có chổi được đâu, phải không? Như vậy thì tùy mình quen với cái gì,
thì mình đi cái đó sẽ hiệu quả nhất quý vị. Vậy quan trọng nhất là tu hiệu quả, chứ không phải quan trọng nhất tu theo phương pháp nào. À quý vị, tất cả các cái đều là phương tiện. Thì quan trọng nhất là mình thấy mình niệm cách này thân tâm mình an lạc thì chọn cách này mình niệm đi quý vị. Tất cả đều là cái phương tiện để cho thân tâm mình an lạc thôi, chứ không phải cái pháp nào hơn cái pháp nào. Nên nhà Phật nói là pháp này pháp tối thượng thừa, pháp này là pháp á, là thấp kém. Không có pháp nào thấp kém, không có pháp nào cao, mà nương vào tâm chúng sanh mới có cao thấp. Nếu chúng ta tu niệm Phật mà chúng ta đắc đạo còn hơn cái người mà nói tu pháp cao siêu mà chả đắc gì cả quý vị. Cao siêu mà không đắc có gì đâu cao siêu. Bây giờ ví dụ nè, có người á, người ta tu tối thượng thừa thiền đi, ta nói pháp này pháp cao siêu mà tu cả đời chả được gì hết trơn á quý vị. Nhưng mà ví dụ như mình tu niệm Phật, người ta cho cái pháp này là pháp tầm thường hoặc bình thường, nhưng mà ta biết trước ngày chết thì sao quý vị? Ăn thua công phu tu tập thôi, chứ không phải cái pháp tu với quý vị. Ăn thua sự công phu tu tập của mình. Nếu người nào tu đắc quả là người đó cao siêu, còn người nào tu không đắc quả thì không có siêu cao gì đây chứ quý vị. Quan trọng nhất là cái hiệu quả của tu hành, chứ không phải quan trọng nhất là cái pháp nào. Nhưng mà thường á, mình á thì là không phải vậy quý vị, chạy theo hoàn cảnh không à. Bây giờ ví dụ như á, có một vị nào đó bên Tây Tạng qua đây, tự nhiên chạy qua quy y quá trời luôn á quý vị. Có nghĩa là cái vị đó là vị đắc đạo, nói vị đó vị đắc đạo, mình chạy theo quy y. Quy y xong về hỏi ông thầy tên gì á, tiếng Tây Tạng khó kêu, không biết ông thầy tên gì. Hỏi ông đặt tên pháp danh gì á, đi quy y đông quá mà cho có một tên một mà quý vị. Rồi sao ông xưng sao ông kêu, cho có một tên một mà. Thì lấy cái ý nghĩa của tên đó mà mình tu hành. Rồi hỏi là hàng ngày học ai, bên Tây Tạng sao học, nghe không quý vị? Bắt đầu đi lang thang, không có thầy, không có tổ, thầy tổ bên Tây Tạng bển á. Như vậy thì cái hiệu quả tu hành mình như thế nào? Cái mát thì có đó quý vị. À, cái mát là quy y của một vị là gọi là nổi tiếng thế giới nha. Quýnh vô cho mình một cái mát. Hỏi ai, tôi đệ tử của ông đó đó quý vị, đi đâu á? Đệ tử ông đó đó quý vị. Đệ tử ông đó chứ biết ông đó ở chùa nào không? Biết ông nhiêu tuổi không không? Biết ông xuất gia với ai không? Không. Hỏi ông giải pháp gì? Không luôn. Vì đệ tử ông đó chả biết gì ông thầy mình, chừng cũng đệ tử ông đó. Vì đi mình chạy theo cái mát chưa? Như vậy thì không chạy theo cái thực chất của sự tu hành. Thực chất tu hành phải chỗ đó quý vị. Thực chất tu hành là nhân duyên. Có nghĩa là mình nhân duyên với thầy nào, nhân duyên với chùa nào, thì mình quy y ở chùa đó, và mình phụng sự thầy tổ, và hỏi pháp tu hành, và học pháp với nhau mà tu tập. Cái quan trọng nhất là mình tu sao cho được cái giá trị ở tại thế gian này mình đạt được, chứ không phải là ông thầy là ai, không phải là pháp môn nào cao siêu, mà pháp môn nào mình thấy nó phù hợp với hoàn cảnh của mình đó quý vị. Có những người á, là chọn á, là ngồi thiền để tu tập, nhưng mà tối ngày á, làm ca ba đứng ở trong nhà máy không, mà sao chọn cách ngồi thiền được đó quý vị. Mình nói cao siêu nhưng cuối cùng đối với mình không có cao siêu. Nhưng mà có nhiều người quý vị là đứng ca ba nhà máy không, ta chọn pháp môn niệm Phật, ta vừa niệm Phật ta vừa tu tập quý vị, nó phù hợp rồi. Có nghĩa là mỗi người đều có một cái vị trí khác nhau, nên mình chọn phương pháp tu tập khác nhau. Nên ở trong tâm mình như thế nào mình biết, hoàn cảnh mình như thế nào mình biết đó quý vị. Đừng nghe theo ai cả quý vị. Mình chỉ là cho người ta khuyên, mình chỉ lãnh ý kiến của những người lớn, xem mình chọn pháp nào nó hợp với mình nhất đó quý vị. Như vậy thì quý vị chọn có pháp môn niệm Phật, thì bây giờ trong cái pháp môn niệm Phật đó là tu, mình mượn cái niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để cho chúng ta tu tập. Mà tu tập để làm gì quý vị? Tu tập là để được Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không phải quý vị. Tu tịnh độ không phải để Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Nếu ai mà có một cái khái niệm là tu tập niệm đến danh hiệu của Ngài để được Ngài rước á, thì cái tu tập này mình còn yếu lắm đó quý vị. Tại vì tu cái gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nhìn thấy ở thế gian của mình đó quý vị bị đau khổ do nghiệp lực của chúng sanh gây nên, nên từ đó mà Ngài đi tầm cầu chân lý, Ngài tìm ra cái con đường giải thoát giác ngộ và để đi đến giải phóng tất cả mọi người ra khỏi cái già, cái bệnh, cái chết, cái u bi khổ não. Như vậy nguyên nhân nào người ta già, nguyên nhân nào người ta bệnh, nguyên nhân nào người ta chết, bắt đầu tu để giải quyết cái nguyên nhân đó.
không quý vị? Như vậy là tu đó là tu gốc á, còn mình tu cầu Phật rước, cái đó gọi là tu ngọn. Nhưng mình vừa tu để giải phóng tất cả nguyên nhân đó và cuối cùng được Đức Phật tiếp dẫn luôn ở đây mới là gọi là tôn chỉ của tịnh độ. Chứ không phải tôn chỉ tịnh độ là tu cầu nguyện Đức Phật để Phật rước là tôn chỉ, là không phải quý vị. Mà mình tu để giác ngộ trong cảnh giới trần này, và sau khi bỏ thân này được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương luôn. Như vậy thì mới gọi là tôn chỉ nằm ở chỗ này. Nên có nhiều người tu có con dế một mà cầu giải Phật về Tây Phương Cực Lạc mà quên đi á, cái ở thế gian này mình sự giải thoát giác ngộ. Như vậy thì mình khổ đau, bởi khổ đau bởi cái gì? Bây giờ ví dụ nha, ở trong cái hoàn cảnh mình bị già, mình bị bệnh, mình bị chết, mình khổ đau. Hỏi tại sao già mà mình lại khổ cái gì? Tại vì già là mình lụm cụm phải không? Già mình đi đứng xéo xiên, già mình xấu. Mà tại sao mình lại khổ bởi cái già đó? Tại vì mình không chấp nhận được cái già, đúng không? Tại vì ví dụ như hồi nhỏ mình khỏe quá, bây giờ mình lụm cụm nên mình không có chấp nhận, không chịu nó, đúng không quý vị? Rồi á là mình đi lụm cụm á, con cháu nó khinh khi mình, cái mình cũng không chịu nữa. Do đó mà mình không chấp nhận nạn được hoàn cảnh già. Nhưng mà hoàn cảnh già đây là một quy luật mà Đức Phật đã thuyết trong kinh, ai ai còn cũng phải bị già hết đó quý vị. Nên Đức Phật dạy già là khổ vì lý do người ta không chấp nhận cái già này nên người ta mới khổ. Nên có những người già mà chấp nhận cái già người ta không có khổ quý vị. Trẻ phải già chứ làm sao? Già phải lụm cụm chứ làm sao? Lụm cụm phải quên trước quên sau chứ làm sao? Già thì xấu chứ làm sao? Có làm sao đâu quý vị. Mai mốt anh cũng già, chị cũng già thôi chứ mắc gì đâu, phải không quý vị? Đây là một quy luật nên già mình không khổ quý vị. Giác ngộ rồi, nhận biết ra đây là một quy luật của cuộc đời. Nên già già cười với tuổi già quý vị. Gọi là cười với số phận. Số phận sao cười vậy à? Đi lụm cụm mình cười với cái lụm cụm của mình. Mình là già hôm hay mình cười ra rụng răng hết. Người ta cười ra rụng răng hết, ta đau khổ quý vị. Mình cười thấy hàm răng mình rụng, mình tự nhiên mình hết đau khổ quý vị. Mình là già rụng răng trơn, Đức Phật nói đúng pháp mà. Mình cười với cái mình của mình để mà mình tu quý vị. Có nghĩa là mình thấy được cái hoàn cảnh nó y như vậy là như vậy đó. Bắt đầu già mình không còn khổ nữa. Nên có nhiều người bệnh ta sợ chết, có nhiều người bệnh đau quá ta khổ quý vị. Nên mình thấy Đức Phật dạy á, bệnh thì nó đi đến quỷ diệt, bệnh đi đến nó đã chết đi. Mình la quy lực nó tới nha, bệnh mình cười với cái bệnh quý vị. Nên có những người người ta không phải là chấp nhận với hoàn cảnh mà người ta hiểu hoàn cảnh. Hiểu tức là người ta giác ngộ đó quý vị. Bệnh thì phải quỷ diệt thân thể, bệnh phải đau. Bệnh không đau mới là chuyện lạ, phải không? Bệnh không quỷ diệt mới là chuyện lạ. Tại vì cái quy luật của bệnh là nó đau đớn, nó quỷ diệt. Nên mình biết cái quy luật nó là đau đớn, quỷ diệt rồi. Thấy biết trơn rồi quý vị cười. Mỗi lần đau lên cười với cái cơn đau. Trời ơi đau dữ ta. Bắt đầu mình niệm Phật mình khống chế. Nó có những cách để vượt qua quý vị. Có những vị á là lấy câu niệm Phật quý vị, hướng thẳng vô cơn đau của mình niệm luôn. Nó chú tâm vào trong đó, đi vào trong cái định đó đó. Thì tự nhiên nó hóa giải được cái niệm cái đau đớn này. Nên có những người đau bụng quý vị, lấy tay để chân bụng niệm Phật, đưa tư tưởng mình xuống chân đây niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy mà hồi hết đó. Tại vì cái năng lực của nội tâm mình nó lớn lắm. Trong cái biển tàn thức của mình có đầy đủ thần thông không quý vị? Tại sao mình lại không dùng cái đó mà tự nhiên mình ra ngoài quán thang mình la, càng la nó càng đau quý vị tin không? Càng giận nó càng đau, càng buồn nó càng đau. Có những người rất là giận với cái bệnh quý vị, đau bụng lên lần đó, họ nổi sân lên mà không biết sân với ai. Họ rất là nổi sân lên, ai đụng tới họ cái là biết liền đó. Họ đang đau bụng mà đụng vô một cái một quý vị như đụng vô bà la sát vậy đó. Nên có nhiều người mà bệnh đau quý vị không ai dám lại gần, nhưng lại gần ta chửi, ta mắng, ta lấy cây ta đập, mấy quý vị. Như vậy thì cái đó ta gọi là xấu tánh, chứ thực ra không phải là xấu tánh, không chấp nhận được hoàn cảnh. Còn những người tu mình quý vị đau ta hiền lắm, ta niệm Phật, ta để tay vô cái chân chỗ đau đó, đồng ta niệm lên, khắc chế cơn đau, khống chế cơn đau, mình định tâm á thì cơn đau nó trùng xuống. Và khi định tâm phát huy được sức mạnh của nội lực thì nhằm khi cơn đau nó hết luôn đó quý vị. Nên đau chỗ nào để tay lên đó, bắt đầu chúng ta dùng tư tưởng niệm Phật để khắc chế cái cơn bệnh của mình. Đó là cũng là những cái phương pháp. Thực ra trong tay mình có cái làn điện đó quý vị. Thấy ta học nhân điện không? Mà cái này mình không học nhân điện, mình cái này gọi là Phật điện. Niệm Phật sanh ra dòng điện niệm. Có một vị hòa thượng ở ngoài Quảng Nam á, dạy quý vị cứ là đau chỗ nào để tay đó niệm
chú tâm về đó thời gian sau. Tại vì hòa thượng đã niệm hết đau khớp lần rồi đó quý vị. Sưng khớp mà niệm từ từ 2-3 tháng sau khớp bình thường, không uống một viên thuốc nào hết. Năng lực tinh thần dữ dội đó, mình không được vậy thì thôi cũng đỡ đỡ chút đi, từ từ xuống. Nên mình là già khổ, bệnh khổ quý vị, chết khổ. Nhưng có những người đó quý vị, chết họ không có khổ, tại họ biết đây là quy luật rồi. Già bệnh rồi phải chết rồi, lúc đó họ mỉm cười mà họ niệm Phật quý vị. Họ là chết chuyến này về với Đức Phật A Di Đà, nhanh rồi, khỏi cần lo lắng gì hết đó quý vị. Nên khi mà trong cái cuộc sống này nó đầy đủ những bất trắc, nên cái chết là một chuyện bình thường. Bây giờ chống lại cái chết được không? Không chết được không? Cũng phải chết nè. Vậy thì buồn la lối nó làm chi? Sao mà tại sao mình không thu thần tịch diệt về cảnh Tây Phương à, quý vị? Mà quyến liếng cảnh ta bà để làm gì? Ta bà nó khổ vậy mà còn quyến liếng nó để làm gì? Thì cái người nào mà không phát tâm quyến liếng ta bà nữa quý vị, thì cái người này, đây là cái chữ nguyện ở trong cái pháp môn Tịnh Độ. Nguyện có nghĩa là bỏ ta bà này về cảnh giới của Tây Phương khi hết nghiệp ở trong thế gian này. Chứ không phải nguyện là cái miệng mình lên trên nguyện là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung củ phẩm liên qua di phụ mẫu. Đó gọi là nguyện, không phải quý vị. Nguyện có nghĩa là chán ngán cảnh giới này, muốn sanh về cảnh giới khác, đó mới gọi là nguyện. Nguyện này là tâm nguyện chứ không phải là khẩu nguyện. Nhưng thường thường mình khẩu nguyện nên lúc đó không có năng lực của tâm để rước mình đi. Tại vì lúc đó cái khẩu mình không có niệm được đâu, mà là tâm mình niệm thôi. Do đó bây giờ mình phải là tâm nguyện chứ không phải là khẩu nguyện. Nên có những người hồi hướng bằng khẩu, có người hồi hướng bằng tâm quý vị. Có nhiều người nói là con làm này con không biết hồi hướng sao, chứ thầy dạy cho con cái câu hồi hướng để cho con hồi hướng đúng theo cái tinh thần của Phật Pháp và đúng theo cái sở nguyện sở cầu như ý. Thầy nói là không phải vậy đâu. Hồi hướng này bằng tâm hồi hướng chứ không phải gọi là bằng cái miệng mình hồi hướng. Bây giờ ví dụ đây nè, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung củ phẩm liên qua di phụ mẫu qua khai kiến Phật ngộ vô sanh. Ví dụ như vậy mà mình không hiểu gì hết đó quý vị. Tâm mình có muốn vậy không? Không. Bây giờ đứa nhỏ mới có 6-7 tuổi nó vô chùa, nó tụng thời kinh trong cái gia đình Phật tử quý vị, lên cũng nguyện ngon lành, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung củ phẩm liên qua di phụ mẫu. Cái tâm nó có nguyện vậy không? Tâm nó có muốn không? Đố quý vị, tâm nó có muốn không? Nó đâu có muốn, nó khoái cảnh giới này mà, nó khoái đi chơi, nó khoái bạn bè, nó khoái ăn kem, nó khoái. Nó có muốn khoái bỏ này về Tây Phương bao giờ đâu, sao cái miệng nó vẫn nguyện đó quý vị. Có nghĩa là cái đó là cái miệng nó nguyện thôi, chứ trong tâm nó không có nguyện. Nhưng mà khi chết á, thì cái thân xác này, cái miệng rồi rã hết, chỉ còn cái tâm thôi quý vị. Nên nó phải là tâm nguyện mới được. Nghe mà tâm nguyện tức là tâm mình ly trần, tâm ly tam giới, tâm lìa tam giới, nghĩa là mà muốn tâm lìa tam giới đó thì mình phải quán sát cảnh giới thế gian, không thấy gì bền, không thấy gì chắc, không thấy gì đẹp nữa, nên mình không ham thích nó nữa quý vị. Thì từ đó mình mới sanh ra một cái tâm muốn sanh về Tây Phương. Thì chính cái chỗ đó mới là cái chữ nguyện lực của cái tính nguyện hạnh, nó nằm chỗ đó đó quý vị. Nghĩa là cái tâm mình muốn xả cái tam giới này mà đi về cảnh giới Tây Phương cực lạc, muôn đời muôn kiếp không còn sầu lo hờn giận nơi đó nữa, mà chán ngán thật cái cảnh ta bà này. Quý vị đâu quán sát đây. Nên trong nhà Phật có những phương pháp thiền quán để quán sát hoàn thành cái sở nguyện của tâm này. Bây giờ ví dụ như mình quán sát thấy tuổi già biết rồi, lụm cụm, kiếp nào lên lụm cụm. Mình quán sát thấy thằng con mình nó quậy biết rồi. Quán sát thấy tai nạn, thiên tai, thảm họa thấy biết rồi. Quý vị quán sát hồi mình thấy mình phải ăn uống, phải mặc, phải nghỉ, sao mà nó bận rộn quá. Nội cái ta bà mình đó quý vị, là lật bật tối ngày, từ sáng tới mình làm gì, chiều mình làm gì. Sáng sớm ra súc miệng, đánh răng, chở con đi học, rồi quét nhà, cho dọn dẹp nhà, chưa chưa nấu cơm, giặt đồ, vừa nghỉ ngơi chưa có chút xíu, quý vị tiếp khách, đóng hụi, đóng hè, rồi chiều nấu cơm, giặt đồ, tối xem tivi, chút ngủ hết ngày. Nhân cái ngày đó lên bằng photocopy, nhân lên 3 vạn 6 ngàn ngày, đứt thùng thùng cắt đi ra Bình Hưng Hòa thiêu. Quý vị thấy không? Nó cứ như vậy, nó cứ vậy lặp đi lặp lại nguyên vậy, thì ý nghĩa ngày đó được cái gì đâu á quý vị. Bây giờ mình kiểm tra lại cảnh giới của Tây Phương cực lạc nè. Cảnh giới đó sáng ta không có miệng đánh răng chứ, tại đó là liên qua quá sanh, đâu có răng ke miệng khí gì đâu. Không quý vị mà đánh răng. Ta liên qua quá sanh đâu phải thay đồ mặc đồ đâu, ta dùng thần thông không à. Người ta ra rồi là đón xe đi chùa, người ta đâu cần đón xe đi chùa đâu, người ta dùng thần thông, ta bay cái qua 10 muôn cõi ức Phật. Như vậy thì tất cả các cái khổ của trong ngày đó trên Tây Phương cực lạc không có.
Nhưng mà tâm của người ta nó an lạc, mà tâm của mình bận rộn trong những cái đó, phải không quý vị? Còn chưa nói qua những cảnh giới khác nữa, đó là cảnh giới con người, cảnh giới sang rồi đó. Cảnh giới người mình đồ này ngon lắm rồi đó quý vị. Cảnh giới có đầy đủ thông minh trí tuệ đó. Nếu mà lỡ mà qua một cái cảnh giới khác, nó còn thảm thê hơn nhiều. Như vậy thì quý vị mới thấy là trong cái cảnh giới của địa ngục tối ngày lo chống chọi không? Địa ngục tối ngày lo chống không? Giống hệt bây giờ cảnh địa ngục sao tả. Quý vị ngồi đó phải không? Bắt đầu người ta dắt cây người ta quánh, mình lo đỡ. Lo đỡ mà sợ, sợ cái người đó là vừa dắt cây đánh mà vừa lấy lưỡi câu móc. Còn là đại loại những cái hoàn cảnh làm nguy hiểm đến cái thân mạng của mình không à. Tối ngày lo sợ hãi quý vị, trốn tránh sợ hãi, la thét mắng đau. Tối ngày như vậy không à quý vị? Như vậy cảnh có địa ngục nó là như vậy nè. Còn cảnh súc sanh, tối ngày lo kiếm miếng ăn mà. Nghĩa là nghĩ tưởng đến cái ăn, cái mặt nghĩ tưởng sự an toàn không à. Bây giờ ví dụ như sang sang như con chó nữa, thì tối ngày nó cũng đi kiếm cái ăn à, đi kiếm cái chỗ nghỉ cho nó không à quý vị? Tối ngày nó có mơ tưởng có nhiêu đó à. Ví dụ như con trâu đi, tối ngày nghĩ tới cỏ với nước không à. Mà bắt người ta phải bắt đi cài, đâu có muốn cài đâu quý vị. Mỗi khi giác ách lên cổ nó rầu dữ lắm con trâu á. Sáng sớm ra mà đưa cái ách lên cổ, ngựa kéo xe đưa cái ách lên cổ nó sợ dữ lắm. Nhưng mà sợ đâu có khỏi đâu, tại vì cái lỗ mũi nó là bị cột rồi. Cái lỗ mũi mình như không, đây lòn cọng dây ngang thử cái mình, bữa nào mình lòn thử cái coi. Mà nó lòn cả đời như vậy đó quý vị. Quý vị thấy con ngựa với con trâu không? Nó lòn cọng dây qua đây, còn cái hàm của nó đó thì nó có một cọng dây ngang cái miệng của nó luôn. Luôn luôn lúc nào cũng có một cọng dây ngang cái miệng của nó. Còn cái móng nó bịt thêm một lớp ở dưới, mình mang đôi dép vô, còn nó bịt cái móng sắt vô. Bây giờ mình bịt cái móng sắt vô cho mình rồi mình đi thử coi quý vị. Nó thốn, thốn lắm. Nhưng nó phải đi, nếu nó không đi nó mòn cái móng kia nó cũng chết. Do đó mà cái miệng của nó bị kèn ngang, cái lỗ mũi nó xỏ dây vô. Mà phải vừa xỏ mà vừa nhai vừa nuốt đó quý vị. Mới đầu khó chịu lắm, từ từ nó cũng trở thành quen. Mình bây giờ cũng vậy quý vị. Bắt đầu xỏ vô nè, xỏ đứa con, xỏ cái nhà vô, phải không? Xỏ dâu vô, xỏ cháu vô. Mới đầu cũng khó chịu lắm không? Rồi từ từ nó cũng quen. Có cô Phật tử này, hai vợ chồng chú mới sanh ra đứa nhỏ quý vị. Nó không chịu bú mẹ. Ban đêm khóc không à, hai vợ chồng thức cả chừng 2-3 tuần nay. Bây giờ hai mắt thục hết rồi kêu trời không à, không quý vị? Thấy nó khó khăn tới cỡ nào không? Xỏ thêm đứa bé vô trong thịt như xỏ lỗ mũi vậy. Mỗi lần hai chồng bay nhảy là ngon lành lắm quý vị. Còn bây giờ dướng vô có đứa bé quý vị mới thấy đó. Kiếp sống của nhân sinh, từ đó mình mới thấy cảnh ta bà này. Không quý vị, cái vui thì nó nhỏ lắm, nhưng mà cái khổ của nó lớn. Từ đó chúng ta mới chán cảnh của ta bà này, sanh ra cái tâm phát chuyển về một cái cảnh giới an vui thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc. Trong cái đó hoa sen báo úp lại nở ra là một ngày bay 10 phương cõi Phật, vô đó ngồi thiền nhập định ở trong đó. Quý vị có khi nào ngồi thiền nhập định mà như nước nó sóng tác ở ngoài sao lên nhấp nhô dìu dập mà không cần buồn còn nghĩ còn lo sầu đời, sống với trạng thái an vui tịch tịnh của nội tâm ở trong thiền định chưa? Nếu cần giây phút đó 5 phút thôi quý vị bỏ hết đời liền. Bỏ hết đời không phải là mình không sống ở trong đời, mà bỏ hết nghĩa là không còn cố chấp đời nữa. Ai chửi cái gì? Nên những bậc thiền sư ai chửi ngày lặng thinh à. Tại người ta đã sống với nội tâm thanh tịnh đó rồi, còn ở phái bên ngoài không là cái gì cả quý vị. Nên cái đó biết là nghiệp của chúng sanh phải lãnh rồi. Lỡ chửi người ta, ta chửi lại rồi. Nên các ngài lặng ngài nhịn nhục mà. Nhịn đến không còn gì nhịn hết, ta gọi là nhẫn nhục ba la mật đó. Tại vì chúng ta chưa bao giờ rơi vào trong những cái trường hợp mà ngồi tĩnh lặng, thân tâm an ổn, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay đi, rồi chúng ta mới thấy cái sự nội tâm đó nó vui như thế nào. Cái vui ở trong tâm thức đó, nó khác với cái vui của tình trần. Mình vui tình trần không, chưa thấy vui của tâm thức. Khi mà thấy vui của tâm thức đó đó quý vị, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái cảnh vui của tâm thức ở Tây Phương Cực Lạc nó vui như thế nào. Nó vui cái trạng thái của tâm hoan hỷ an lạc. Cái tâm của mình trùm khắp cả pháp giới càn khôn. Giọt nước là mình, nhành dương là mình, cái cây là mình, làn gió là mình, bụi là mình, bay khắp bao la rộng rãi mà không phiền, không lo, không hờn, không giận. Nó không phải là cảm giác đâu quý vị, mà nó là một sự thật của chứng đắc của nội tâm, chứ không phải cảm giác của tưởng quẩn. Khi mà tưởng quẩn mình tưởng ra cảnh giới này, tưởng cảnh giới kia, đó là cảnh giới của cảm giác. Có nghĩa là cảm giác của tâm tưởng nó tác động vào trong khu thần kinh của mình, chứ không phải là thật như vậy. Mà cái này là thực chứng, nó như vậy là như vậy.
Nên một vị tu hành mà họ vào thiền định được đó quý vị, họ ra ngoài không có chửi lộn gì với ai chứ, họ không có thắc mắc gì với ai chứ, họ rất là dễ tánh, bình thường à. Nhằm khi đó lúc họ làm câu thơ nó chứ, không quý vị. Ở đời vui đạo hẳn tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đi từ từ từng bước một à, quý vị. Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Tĩnh lặng bình thường, tất cả các pháp bình thường à, quý vị nên thấy được cái trạng thái đó rồi mình mới sanh ra một cái tâm muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính cái tâm muốn tâm, mà cái tâm muốn này không phải là muốn của tham dục, mà khi chán ngán cái cảnh sanh lão bệnh tử, chán ngán cảnh sanh trụ dị diệt của trong tam giới, mình xuất ra một cái tâm muốn lìa bỏ đó. Cái đó là trong cái xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Cái thứ ba là xuất tam giới gia, tức là cái nguyện của người tu tịnh độ, nguyện sanh Tây Phương đó. Chứ không phải cái miệng mình nguyện, miệng nguyện có giá trị đâu, có cái khẩu nghiệp chút xíu thôi quý vị. Nhưng cái tâm mình nguyện cái đó mới là giá trị. Tâm mình nguyện, tâm mình mới dẫn mình đi. Còn miệng nguyện lúc đó bệ, cái miệng của mình nó rã rồi, thiêu mất rồi còn đâu nữa mà miệng ở đây. Nó chỉ còn cái tâm của mình muốn về đó. Có nghĩa là tất cả cái muốn đưa về đó thì người ta gọi là hồi hướng. Hồi hướng nghĩa là đưa về, chứ không phải hồi hướng là chia cho. Ha quý vị, có hai cái. Mình á, quan niệm chữ hồi hướng là chữ chia cho. Có nghĩa là ví dụ như mình làm được 10 cái phước, mình hồi hướng cho mẹ mình, thì mẹ mình được 1 phần, mình được 6 phần. Ví dụ như vậy, thì cái đó gọi là chia cho. Còn này hồi hướng có nghĩa là mình làm cái đó được cái kia theo nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, là mình cúng dường 100 ngàn, con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là nhờ cúng 100 ngàn này mà nhân quả cho con được giảng sanh. À, quý vị, hai cái này hoàn toàn khác nhau nha. Cùng một chữ hồi hướng nhưng mà hai cái tâm niệm của mình đi vào đó khác nhau. Hồi nãy mình làm 10 ngàn hồi hướng cho mẹ, có nghĩa là làm 10 ngàn này mình cho công đức cho mẹ mình hết. Còn cái này mình làm 10 ngàn mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì không phải là chia cho Tây Phương Cực Lạc. Ở đó vàng bạc xà cừ mã não san hô thiếu gì 10 ngàn bạc, mình làm gì đây đó quý vị. Nhưng mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là nhờ cái công đức này mà mình nguyện lực được sanh về đó, là nhân quả giảng sanh. Cái đó gọi là hồi hướng của tất cả các cái mình làm ở tại thế gian này khi tu tịnh độ. Do đó mà cái tâm của mình đó quý vị, muốn nhờ cái công đức này nè mình mới được sanh về đó. Như vậy thì sanh nó có hai cái dạng sanh. Cái dạng sanh thứ nhất đó quý vị là do nhân quả mà sanh. Cái dạng sanh thứ hai là do nguyện lực mà sanh. Bây giờ ví dụ như á, mình xấu quá quý vị, xấu gọi là xấu trời ơi luôn á, người ta nhìn vô cái thấy hết tham mày, ai cũng chê mình chứ quý vị. Bây giờ mình làm công đức đi ấn tống kinh, ví dụ vậy, ấn tống 50 đĩa, quỳ xuống trước bàn thờ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con ấn tống 50 đĩa kinh này, sách này, con nguyện là cho con đẹp từ từ về lại, hoặc là kiếp sau con đẹp như là Hằng Nga tiên nữ trên trời. Cái đó là tâm nguyện mà. Như vậy kiếp sau sanh ra đẹp như Hằng Nga. Không có gì. Có nghĩa là cái tâm mình như thế nào nó sẽ đi theo cái phước này, thì người ta gọi đó là hồi hướng. Mình hồi hướng cho tất cả các này nó được như vậy theo cái dòng nhân quả nó vậy, chứ không phải mình chia cho. À, còn bình thường ví dụ như con mình ấn tống kinh sách, mình không có hồi hướng gì hết, thì lập tức cái phước báo là phước báo gì? Phước báo của sự tác dụng của kinh sách này. Bây giờ cái thứ nhất á, là kinh sách này tác dụng gì? Ví dụ như á, làm cho người ta khai tâm mở trí, kiếp sau mình cực kỳ thông minh. Với cái đẹp này nó khác nhau phải không quý vị? Hồi nãy mình ấn tống này mình cầu đẹp thì mình được đẹp. Nhưng mà nhân quả, cái đường đi của nhân quả nó là thông minh, phải không quý vị? Tại vì chúng ta không cầu đẹp thì nó thông minh đó quý vị, mà nó không có đẹp. Nó bình thường theo đẹp hay không thì do cái kiếp này mình gieo, phải không quý vị? Thì kiếp sau mình sanh ra là mình chắc chắn mình thông minh, là đường đi của nhân quả là thông minh mà. Nhưng mà nếu mình nguyện mình được đẹp nữa thì nó vừa thông minh vừa đẹp, phải không quý vị? Đó là gọi là nguyện lực mà. Do đó mình làm cái gì mà mình nguyện theo cái sở cầu sở nguyện mình như vậy thì nó đạt được cái mà mình đang làm đó. Như vậy ta gọi là hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Nên cái thứ nhất là cái phương pháp tu hành, cái phương pháp tất nhiên là mình chọn cách
để mà mình tu ở tại thế gian này đó quý vị, mà bứt phá được nội tâm của mình, có nghĩa là không giận không hờn trước cái hoàn cảnh, chúng ta không buồn không vui trước cái hoàn cảnh này, tại vì mình biết nó rồi, gọi là giác ngộ. Nên mình chọn cái phương pháp tu niệm Phật như thế nào để cho được cái tâm giác ngộ này. À, cái thứ nhất á, là mình niệm theo cái thói quen của mình. Mình quen nào niệm đó quý vị. Câu niệm này không phải là cứu cánh, mà câu niệm này để cho thân tâm cho chúng ta được an lạc. Cái thứ hai nữa là thời khóa tu tập trong ngày. Thời khóa trong tu tập trong ngày gọi là thời khóa biểu. Mỗi người đều khác nhau. Có những người nói là giờ nào tu tốt, tu quy định chung. Ví dụ như là có ngày có chú dạ lục thời, sáu thời, ngày bốn thời, ngày hai thời. Ngày hai thời á, thì vào buổi sáng buổi chiều, ngày bốn thời á, thêm buổi trưa, ngày hai thời thì buổi sáng và buổi tối, ngày bốn thời á, thêm buổi trưa và buổi chiều, ngày năm thời thêm ban đêm nữa quý vị, chen chen lên ngày sáu thời gọi là chú dạ lục thời. Cái đó là quy định chung của một ngày tu sáu thời, là thời đó gọi là công phu căn bản của mình. Nhưng mà người ở tại gia á, thì quý vị chỉ cần hai thời thôi, tại mình còn làm ăn, mình còn cái công việc của mình, chỉ hai thời thôi, ngày hai thời lẳng lặng công phu thôi. À, quý vị, như vậy là thời buổi sáng và thời buổi tối. Như vậy buổi sáng mấy giờ mới đúng thời với quý vị? Thời này gọi là thời công phu chứ không phải gọi là thời gian. Bây giờ ví dụ như ở chùa thì sáng 3 giờ rưỡi hoặc là chùa 4 giờ vọng chuông, 4 giờ hoặc 4 rưỡi công phu. Như vậy thì mình ở nhà, ví dụ như mình đi làm 12 giờ, 1 giờ khuya về, làm sao mình có thể thức nổi giờ đó mình công phu tu tập quý vị. Như vậy thời ở nhà khác với thời ở chùa. Thời ở nhà tùy vào mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình sắp xếp được mấy giờ là dễ dàng cho mình nhất vào buổi sáng thì mình cứ sắp xếp. Có người tụng kinh 8 giờ sáng được, có người tụng 7 giờ được, có người tụng 6 giờ được, đó quý vị, không sao cả. Nhưng mà sáng phải có ăn thời. Rồi tối có người tụng 5 giờ chiều, có người tụng 6 giờ chiều, từ 7 giờ chiều, người tụng 9 giờ đêm được luôn quý vị. Nhưng cái thời khóa tu tập không được quyền thay đổi tùy tiện. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như bữa nay á, là mình 5 giờ sáng công phu thì bữa sau phải 5 giờ, bữa sau phải 5 giờ, bữa sau phải 5 giờ. Nhưng mà mình á, lý do làm biếng và mê phim, bữa nào có phim á, thì lên 6 giờ, bữa nào làm biếng lên 7 giờ, bữa nào ngủ nướng lên 8 giờ. Như vậy không phải là thời khóa công phu tu tập. À, quý vị, thời khóa công phu tu tập phải đúng giờ đúng khắc để làm gì? Để cho mình rèn luyện cái bản thân của mình, nhắc nhở cho mình tu. Tụng kinh không phải thành Phật quý vị, nhưng mà không tụng sẽ không thành. Tại sao không tụng không thành? Không tụng mình chểnh mảng, mình làm biến, tu lúc nào cũng được, do tu lúc nào cũng được, ma nó chen vào liền. À, quý vị, tâm của mình liên tục á thì nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, mà tà khởi thì ngoại chướng nhập vô, mà ngoại chướng nhập vô rồi quên con đường tu hành. Do đó cái người nào tu nhiều thời chừng nào thì người đó tinh tấn nhiều chừng đó quý vị. Nên nếu mà lớn tuổi tu ngày 4 thời, còn trẻ tuổi đi làm tu ngày 2 thời quý vị. Còn nếu mình bỏ xả ly hết tu ngày 6 thời gọi là trú dạ lục thời. Như vậy thì cái thời công phu này nó có hai dạng. Một dạng công phu chung là mang chất nghi lễ, còn dạng công phu riêng thì gọi là hạ thủ công phu. Cái giờ đó tu gắt à nha. Bình thường á, mình chia ra cái thời khóa tu tập, ví dụ như sáng tu, chiều tu thôi. Nhưng mà giữa các cái thời tu tập, mình còn tu ngoài cái thời gian tu tập. Mình tu 24 trên 24 mà, đúng không quý vị? Nhưng mà cái thời gian tu tập phải là thời gian tu gắt nhất. Có nghĩa là lúc đó mình diễn ly tất cả các pháp. Còn lúc mà thời gian ngoài tu tập đó là đối diện các pháp tu. Hai cái này hoàn toàn hai phương pháp tu khác nhau nha. Một cái tu thử thách đó ở ngoài, một cái tu thử thách của nội tâm. Hai cái công phu tu tập là thử thách với nội tâm, còn lúc tiếp xúc với ngoài tu tập là thử thách với ngoại cảnh. Mình phân chia ra hai cái để tu tập. Như vậy cái thứ nhất là cái thời gian tu tập mình sắp xếp đi, ghi lên lịch 7 giờ công phu sáng, 10 giờ rưỡi công phu trưa, rồi 7 giờ công phu tối, ví dụ như vậy, không quý vị? Thứ áp dụng theo rắc cái lịch đó mà công phu. Nhưng mà nếu ngay trong cái giờ mình công phu, lỡ mình không có về nhà đi công chuyện nào thì làm sao quý vị? Ngồi nhiếp tâm niệm Phật để tập nhớ tới thời công phu. Có những người đang ngồi trên xe buýt, người ta lần chuỗi là niệm Phật, tại vì 5 tới 6 giờ về không kịp quý vị, đi đám đi tiệc đi gì đó. Nhưng mà gửi đang đám tiệc thì sao, đang ăn uống thì sao, cũng nhớ tới công phu, đang ăn chánh niệm ăn quý vị.
Có nghĩa là đang làm chánh niệm, làm trong cái giờ đó đó. Bây giờ ví dụ nè, mình á, là đi ăn nhà hàng 7 giờ công phu, nhưng mà đám con cái mình ăn nhà hàng, thì thay vì ăn nhà hàng mình nói chuyện bô lô bô la phóng tâm ra ngoài, mình nhớ giờ này mình tu tập cái gì, mình ngồi mình chánh niệm. Ăn thì vẫn ăn, nhưng mà chánh niệm ở trong thầm, ở trong tâm, chánh niệm tịnh khẩu nghiệp, chánh niệm cái gì, cứ ăn vui vẻ mọi người, nhưng mà nhớ mình đang công phu tu tập, đang liên cái tâm mình như vậy. Bắt cái tâm mình phải ghép vào trong một cái gọi là quy củ, ghép lại quy lực, lúc nào cũng nhớ tu hết. Mà người nào lúc nào cũng nhớ tu hết đó quý vị, người này tinh tấn. Tinh tấn vượt bực, tu một thời gian là vượt lên. Tại vì mình quên tu đó nên nó mới mất tinh tấn. Mất tinh tấn á, thì tâm của mình nó yếu hèn ngược và lại không có đủ đạo lực. Nên á, giờ công phu tu tập, tức như là thời khóa tu tập, lúc nào cũng nhớ. Ở nhà dứt phát phải lên tu. Bệnh cỡ nào bệnh, bệnh nằm cũng tu nữa, lên bàn Phật tu không. Nhưng mà lỡ bệnh quá, nằm tại chỗ niệm Phật. Ngay chân giờ là mình niệm, ngay chân giờ mình niệm quý vị. Nên có nhiều người á quý vị, là họ tu tập mình thấy là cũng ớn luôn đó. Có cái anh này, anh đi ra ngoài đồng anh gặp giữa trưa 11 giờ, thấy anh lên trên bờ ruộng lại. Là trời trời, bộ mất tiền hay mất gì lại kiếm tiền hay gì vậy? Ông Long có thầy, giờ công phu tu tập con đi gặp. Nên giờ này con hướng về Đức Phật lại, có hướng về hướng Tây. Có Đức Phật có gì, như đó là cái bàn thờ anh lên anh lại xíu à, lại 5 phút mà. Nhưng mà anh nhắc nhở tâm mình là mình đang làm, mình đang tu. Như vậy cũng là cách để mà ảnh hóa giải nó quý vị. Nên có nhiều người ta tu tập gắt tới cỡ đó, nó không có sự chỉnh mãn, thì người này chắc chắn là được Phật chứng quý vị. Luôn luôn lúc nào tâm mình cũng tu. Đó gọi là thời khóa tu tập, thì mọi người khác nhau. Mọi người đều có thời khóa riêng cho mình tu tập. Còn riêng tu tập ở chùa, thời khóa tu tập là thời khóa theo chùa. Ai ăn giờ nào ăn, nghỉ giờ nào nghỉ, mặc giờ nào nghỉ, mặc. Người ta làm như thế nào mình làm theo như thế đấy, đừng làm ngược lại. Ngược lại gọi là mình nghịch thời khóa tu tập, mình bị phạm luật đó quý vị. Trong nhà Phật có hai cái, một cái thứ nhất là giới để ngăn ngừa tội lỗi, cái thứ hai là luật đó quý vị. Nếu mà ai á, mà phá luật cũng bị tội luôn, chứ không phải là giới không. Luật là những quy định nơi chốn đó người ta quy định. Thì cái mà công phu tu tập mình tại nhà, cái nghi thức tu tập á, tất nhiên á, là cái thời khóa đó nó là thuộc về luật của nhà mình đó. Có nghĩa là luật riêng cho mình, mình đề ra cái luật riêng cho mình mà mình không thể phạm vào trong cái luật đó quý vị. Nên cỡ nào cỡ tới giờ đó cũng tu, chứ buổi mai mốt giờ đó ngay chân mình tắt hơi sao à, phải không? Nên mình ghép mình vào trong đó thì người này tu hành càng ngày càng tinh tấn lên quý vị. Như vậy thì trong lúc tu tập ở nhà mình là tu tập một mình phải không, hoặc là nhiều người trong gia đình, thì lúc đó mình đừng có tu theo nghi lễ quý vị, mà mình tu theo công phu tu tập hạ thủ. Tu theo nghi lễ là sao? Có nghĩa là mình làm nó đúng lễ, đúng không quý vị? Hình thức lễ là cái hình thức bên ngoài, nghi là hình thức bên ngoài, lễ là sự kính trọng bên trong. Nhưng mà cái nghi lễ nó phải có hình, có thức, có quà, có điệu này nọ. Nhưng mà nghi thức, quà, điệu này, cái bên ngoài nhiều quá thì bên trong của mình nó bớt đi cái phần tập trung. Do đó ở nhà mình nó không cần phải nghi lễ lắm, chỉ trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mà nhiếp tâm. Có nghĩa là bỏ tất cả các cái để nhiếp tâm tu tập. Hạ thủ công phu có nghĩa là tam mật tương ưng mới gọi là hạ thủ công phu. Tam mật không tương ưng thì đâu hạ thủ công phu đâu. Thân khẩu ý phải thanh tịnh. Ví dụ như là tụng kinh, mình có thể có chuông có mỏ, hoặc có thể không chuông không mỏ, hoặc là ngồi thiền, hoặc là niệm Phật. Trong cái thời khóa đó, tất cả các cái mình cho đó là phương tiện, nhưng cái cứu cánh cuối cùng của mình muốn nhiếp tâm vào tam ma địa. Có nghĩa là thân khẩu ý mình thanh tịnh. Nên lúc mình tụng kinh đó quý vị, tập trung vào trong câu chữ, không tán loạn tâm thần, ngồi trang nghiêm ngay ngắn. Lúc niệm Phật tập trung vào câu niệm Phật, tai nghe tiếng niệm Phật từng tiếng một. Lúc tụng chú cũng vậy, tập trung vào trong câu chú, tai nghe từng tiếng một. Nếu có lỡ thả hồn theo mây gió mới kéo ngược nó về lại, nhắc nhở mình đang tu tập để hạ thủ đó quý vị. Ban ngày mình loạn tâm nhiều quá rồi, chỉ còn có thời gian ngày có hai buổi này thôi quý vị, mà mình không kéo tâm mình về được nữa thì làm sao tâm mình thuần thục được, phải không? Đó, do đó mà mình kéo tâm về dứt phát trong một tiếng hồ, nửa tiếng hồ này là phải gom tâm về cho thân khẩu ý thanh tịnh, ta gọi là tam mật tương ưng trong lúc đó, thì nó mới thuần hóa được cái tâm mình. Nhưng mà ngay trong lúc đó quý vị là mình chiến đấu với tâm thức, chứ không chiến đấu với bên ngoài nữa. Tại vì bên ngoài này lúc đó là cái cảnh đó là cảnh rất là tốt rồi. Trên bàn thờ Phật tất cả các cái xung quanh không ai làm cho mình động tâm cả. Nhưng mà chỉ có tâm mình làm cho mình động tâm với tất cả các tập khí ở trong tâm mình thôi. Thì lúc đó quý vị, mình sử dụng là tai mình phải nghe,
nhiếp tâm vào trong đó để vượt qua cái hoàn cảnh này. Có những người người ta ngồi công phu tu tập, cái gì ta không có tụng kinh, ta lên đó ta ngồi thiền. Có người ngồi thiền niệm Phật, có người ngồi thiền quán hơi thở. Tất cả các đó đều là những cái phương pháp tu tập thôi, nhưng cái cuối cùng mình được thân tâm an lạc trong lúc công phu tu tập là được. Như vậy thì cái thời khóa của mình lập ra mình 2 thời, 4 thời, 6 thời tùy mình, nhưng đừng có thay đổi thời gian. Nếu lỡ có tiếp khách, bây giờ ví dụ nha, lỡ tiếp khách mình tụng bù cũng được, nhưng mà lâu lâu một ngày, chứ đừng có lỡ hoài thành ghẻ. Có nhiều người á, là lỡ đi đám, lỡ đi sinh nhật, lỡ đi mua sắm, lỡ rất thành ghẻ luôn. Ngày 30 ngày mà lỡ hết 18 ngày, tu còn có 12 ngày. Nào quý vị, đổi giờ nó đi, đâu phải mua sắm 7 giờ, thôi dời qua mua sắm 8 giờ. Ví dụ như vậy, ưu tiên cho tu tập. Nên á, cái người mà có thời khóa tu tập mà càng gắt gao với mình chừng nào quý vị, thì người này càng chiến đấu mãnh liệt, dễ vượt qua tất cả các ma nghiệp, ma chứng của mình. Là mình tiếp xúc với bên ngoài làm tâm mình nó động loạn khởi lên. Khi vui người ta vui mình vui theo, ta buồn mình buồn theo, nói trái lỗ tai thì mình tức giận lên. À, quý vị, như vậy thì có 2 cái phương pháp để chúng ta lặng tâm trong lúc tiếp xúc với hoàn cảnh. Cái thứ nhất là đừng để ý nhiều quá, đừng để ý cái bên ngoài nhiều quá. Tập á, nhìn mà không nhìn ai. Tập nhìn mà không nhìn ai, có nghĩa là nhìn thôi, đừng chú trọng vào đối tượng. Thường á, là mình nhìn chú trọng vào đối tượng dữ lắm á quý vị. Có nghĩa là chú trọng vào đối tượng. Bây giờ mình nhìn cái câu chuyện của mình muốn nói thôi. Bây giờ ví dụ như mình muốn nói người kia, mình nhìn người kia thôi. Đừng có nhìn mắt người này bữa nay sơn cái gì, hay là môi người ta sơn cái gì. Có nghĩa là đừng chú trọng vào đối tượng. Tập nhìn không chú trọng đối tượng. Nghĩa là nhìn đối tượng là đối tượng trước mặt mình, để mình tiếp xúc mình làm thôi, nhưng mà không nhìn chi tiết, không nhìn để đánh giá giá họ, biết họ như đó là, y như là, để y như là quý vị. Mình chỉ cần trao đổi đủ với cái những cái gì mình cần trao đổi thôi. Bây giờ ví dụ như đi mua hàng đó, mình gặp người mua hàng, mình hỏi cái món hàng đó mình mua xong thôi. Đừng có để ý cái người mua hàng này á, là nhiêu tuổi á, rồi mâu trái tim hay gì. Để ý hồi bắt đầu mình loạn tâm mà quý vị. Hoặc là để ý tới cái lời nói của người ta. Người ta nói sốc, trời ơi, bán hàng nói sốc dễ sợ. À, quý vị thấy bực lên, bán hàng thì kệ người ta, ta nói gì kệ người ta, miễn sao mình mua được hàng thôi, giá đúng giá của mình, vậy là được rồi. Như vậy thì mình tập thích nghi với hoàn cảnh, có nghĩa là tất cả mọi hoàn cảnh mà không chú ý vào một hoàn cảnh nào hết quý vị, nghĩa là đối cảnh mình vô tâm á. Vô tâm với cảnh, còn mình chú ý với hoàn cảnh là đối cảnh có tâm với hoàn cảnh. Cái đó là cái bên ngoài nha. Còn cái thứ hai nữa, khi mình đối cảnh rồi mình sanh ra tâm ngược và lại ở trong tâm, tâm của mình ngược và lại. Nó có 2 cái, một là chú ý với cái hoàn cảnh để cho mình sanh tâm. Vậy thì bớt chú ý hoàn cảnh thì bớt sanh tâm. Nhưng mà lỡ chú ý hoàn cảnh mình sanh tâm thì mình làm sao quý vị? Lúc đó mình sanh tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận. Có 2 phương pháp. Một phương pháp thứ nhất là dùng niệm Phật khắc chế. Như lỡ mình đối, mình thấy cái người này, thấy cái lời nói ghét, mới mở miệng ra nói thấy ghét rồi, thì tự nhiên mình thấy ghét trong tâm mình nổi lên liền quý vị. Bắt đầu mình niệm Phật, mình dặn xuống, niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, mình biết mình tu rồi. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không đó. Nghĩa là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. À, nó lắng xuống. Cái thứ ba nữa, tập tha thứ quý vị. Tâm mình tập tha thứ tức là tập xả bỏ đó. Cái tha thứ tức là tập xả bỏ đó. Tập xả trong tâm ra, tập bỏ đi. Tập bỏ. Tại sao mình lại tập bỏ quý vị? Tại vì mình không thể bỏ. Do đó bây giờ người ta nói nặng nói nhẹ, mình tập bỏ, tập thử một lần, bỏ một lần đi, thôi bỏ. Tại vì mình ăn thua với người ta chỉ làm bận lòng mình, chứ đâu phải bận lòng ta đâu. Ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha mà. Đó, do đó mình chẳng phải là hiền nhân quân tử, nhưng mình thứ tha thử một lần cái có được không quý vị? Bắt đầu mình tập bỏ. Thì tập bỏ mình không cố chấp với hoàn cảnh bên ngoài, thì tâm mình tự nhiên nó xả bỏ ra hoàn cảnh đó. Tập đi quý vị, được đó. Trong nhà Phật tập là được, mình không tập thôi chứ tập là được. Xe mới đầu ai biết chạy đâu, nhưng mà tập rồi nó sẽ biết chạy. Một lần nó không biết chạy, 2 lần nó biết chạy, 3 lần nó biết chạy. À quý vị, tập đi. Tập từ từ, tập từ từ. Như vậy thì khi mà mình đối cảnh trước làm cái chuyện gì đó, thì đừng để ý hoàn cảnh bên ngoài nhiều quá. Đủ để chúng ta trao đổi thông tin thôi. Đừng có tập mà quan sát nhiều quá. Do đó người ta mới gọi là đóng cái căn mắt mình lại, đóng căn tai mình lại là chỗ đó. Đóng không phải là nhắm mắt, không phải là bịt lỗ tai, mà trước cái mắt mình đừng để ý nhiều quá, trước lỗ tai đừng có phân tích nhiều quá. Như vậy gọi là đóng căn mắt, đóng căn tai. Nên nhầm khi mình lấy cái bông gòn nhét lỗ tai không phải là phương pháp. Lấy cái
kiến Batman bịt mắt lại không phải là phương pháp, mà cái phương pháp mình đừng để ý nhiều quá cái bên ngoài. Cái đó gọi là đóng mắt đóng tai, kể nó sao sao, cứ nhìn nhìn hết nhưng vẫn chẳng nhìn ai, nghe nghe hết mà chẳng có nghe ai. Như vậy là tập đóng căng mắt, tập đóng căng tai. Nhưng mà lỡ mình không đóng được, ở bên trong nó nổi lên rồi, thì lúc đó dùng công niệm Phật khắc chế xuống, dùng sự xả bỏ diễn ly khắc chế xuống cái gì, thì từ từ hai cái nó tương giao qua lại, tương giao qua lại, riết rồi á, là mình đối cảnh mình bớt đi. Nhưng rồi còn một cái nữa quý vị, còn cái thứ ba, còn cái thứ ba là tập các cái pháp quán đối trị, có nghĩa là mình cho đó là những cái bài học mà để mình vượt qua, tức là pháp quán thử thách. Bây giờ ví dụ như á, người ta chửi mình, người ta chê mình, người ta làm nghịch ý mình, người ta phản bác lại mình quý vị, cái đó là mình quán thử thách. Mình biết đây là những cái thử thách đối với mình, coi thử coi là trong gai mình vượt qua nổi hay không nè. Bắt đầu những cái bài toán khó nè, chửi ngu quá vậy, chà bài toán này giải sao đây nha. À quý vị, có nghĩa là đối diện trước hoàn cảnh mà mình cho đó là những thử thách để cho mình vượt qua, rồi bắt đầu mình cố gắng vượt qua. Dùng cái gì vượt qua thì mình không biết, nhưng mà mình sẽ vượt qua những cái này, có nghĩa là nhẫn nhục để vượt qua. Có nghĩa là chúng ta quán những cái đó là những cái thử thách đây của đời tu của mình, coi thử mình có thể thành tựu đạo nghiệp được hay không, thì lúc đó chúng ta vượt qua những cái thử thách này, từng thử thách một vượt qua. À quý vị, bây giờ ví dụ như người ta nói ngược với mình cái, biết đây là một thử thách nè, bắt đầu mình nhẫn nhục vượt qua. Đây là thử thách là nhẫn nhục vượt qua. Đi về nhà đi, nhỏ con dâu nói má đi xẹt xẹt tối ngày, thử thách đây vượt qua nghe con không xuống đó, nhẫn nhục đó quý vị. Nó nhiều cái phương pháp đối trị với cái hoàn cảnh. Vì thì trong cái thời khóa tu tập, ráng nhiếp tâm mình vào trong thanh tịnh tam ma địa, à, quý vị chánh định. Ở ngoài thời gian tu tập có nhiều phương pháp để đối trị, à, ngược lại với cái hoàn cảnh của mình. Như vậy thì nếu người nào mà tinh tấn tinh chuyên như vậy thì chọn pháp tu niệm Phật quý vị. Còn chọn pháp tu niệm Phật thì cái nguyện mình nguyện về Tây Phương nãy đó, chỉ còn cái mình nhiếp tâm nữa thôi, nhiếp tâm niệm Phật nữa thôi. Tâm mình sanh Tây Phương nó có rồi, lòng tin của mình với Đức Phật có rồi, chỉ cần những cái thời khóa tu tập này vô nữa, đó là chữ hành đó quý vị. Đó là hành pháp đó, chứ đâu phải hành pháp là câu niệm Phật đâu. Ta tính đâu là hành pháp là tối ngày niệm Phật dơi là hành pháp, phải đâu. Hành pháp chính là đi đứng nằm ngồi của mình đó, đó mới gọi là hành pháp. Chứ không phải hành pháp Nam Mô Di Đà Phật vậy được Phật rước không đâu. Nam Mô Di Đà Phật, người ta đụng tới sân lên cũng chả Phật rước đổi đâu. À quý vị, cho nên cái hành pháp chính là nãy giờ chúng ta đang nói đó, là những sự hành pháp ở trong cuộc đời này, chia ra thời phá biểu tu tập, rồi á, ngoài thời phá biểu đó tu tập như thế nào, tâm đối trị với hoàn cảnh như thế nào, đây tất cả các cái đây là hành pháp mà. Nên như vậy là cái tính nguyện, cái chữ hạnh này mà nó tròn đủ cái chữ hạnh này luôn nào quý vị. Thì bây giờ trước tất cả các hoàn cảnh mình không còn chú ý gì, là tâm mình đoạn cảnh trần. Trong này không khởi lên, nếu có khởi lên mình tận diệt từ trong tâm, từ cái thô cho đến cái vi tế ở trong tâm. Thô là lộ ra bên ngoài bỏ trước, vi tế là nó mỏng nhạt bên trong, chỉ cần vượt lên thôi mình thả nó ra liền, không có gì. Giống hệt như mình mới bắt gặp nó, buông nó, bắt gặp buông, từ từ thân tâm mình thật là an lạc, không quý vị. Cười một nụ cười thật là vui tươi sảng khoái, không quý vị. Đi từng bước chậm nhẹ nhàng, không ai làm gì có thể động được lòng ta hết quý vị. Như vậy là giá trị tu tập đó là Đức Phật đã ngồi tĩnh lặng dưới cội Bồ Đề, ngài tham thiền nhập định, đắc quả ở dưới cái cội Bồ Đề đó, trở nên thân tâm thanh tịnh. Mà quý vị biết thân tâm mà mình thanh tịnh chừng nào quý vị đạt cảnh giới càng cao chừng đó. Nếu lỡ mà có xui xui không về Tây Phương Cực Lạc, không sanh về cõi trời. Nếu lỡ không sanh về cõi trời, sanh về cõi người, phải người thông minh giàu sang cực kỳ. Nếu lỡ không sanh về cõi người mà sanh vào cõi súc sanh, cũng thành những con như là thông minh. Ví dụ như thành chó cũng phải là chó bẹt ghê, chó phốc, chó thông minh, chó huấn luyện, chứ không phải chó bình thường. À, quý vị, không, cái đó là biệt nghiệp của chúng sanh đó quý vị. Trong cái cộng nghiệp chung nó có cái biệt nghiệp, nên tu tập á, mà lỡ á, quý vị mà tu không đắc thì về cảnh giới trời, nên trời của ma vương đó quý vị thấy không, ma về cõi trời đầy đủ phước báo công đức, về được cõi trời, nhưng mà tâm gì, tâm còn tâm phàm không, tâm còn ham, tâm còn giận, về cõi trời phước nhiều quá. À, quý vị thấy không? Như vậy thì mình chỉ cần á, có người độ ở trên đó, cảnh trời của ma cũng có Phật độ vậy.
chứ đâu phải là không có đâu quý vị. Chỉ cảnh trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ không có Phật thôi, còn tất cả các cái cảnh giới khác đều có Phật Bồ Tát ra độ. À, nên mình sanh về bất kỳ cõi nào nhờ công đức phước báo tu hành này thì là chúng ta sẽ được thành tựu đạo quả viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Ta kết thúc ở đây. À, xin hỏi một vài câu hỏi rồi chúng ta nghỉ. À, câu hỏi thứ nhất là ai biết chúng ta trao đổi với nhau hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Hôm nay là phương pháp và thời khóa tu tập. Phương pháp và thời khóa tu tập, cho anh chào pháo tay. Rồi con hỏi kế tiếp, ai biết thời khóa tu tập là gì? À, thời khóa tu tập là mình đề ra một cái thời khóa đúng giờ đúng khắc mà mình tuân thủ theo đó để mà chúng ta tu tập. Cho anh chàng pháo tay. Ai hiểu như thế nào gọi là công phu tu tập? Công phu là đúng giờ đúng ngày, ai mà cũng dậy 5 giờ là 5 giờ mà 4 giờ là 4 giờ. Cái đó thuộc là thời khóa tu tập rồi. Cho anh chàng pháo tay. Lời cô. Tu tập là mỗi ngày mình đều chơi, ví dụ 5 giờ là mỗi ngày mình đều như vậy thầy, là 6 giờ là 6 giờ, chứ không có đường lên trên khác. À, cái đó thuộc là thời khóa tu tập rồi. Cho anh chàng pháo tay. Công phu tu tập có nghĩa là trong thời khóa tu tập đó mình hạ thủ công phu để thanh tịnh thân khẩu ý nha. Đây là công phu tu tập, cũng được tặng phần quà. Cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ là ai biết cái chữ nguyện ở trong tịnh độ mình á, cái chữ nguyện có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình lên mình đọc mình nguyện sanh Tây Phương hay là như thế nào? Ai hiểu như thế nào về chữ nguyện? Thầy, theo con hiểu chữ nguyện tức là mình đem hết cái tấm lòng mình. Đầu tiên là mình mượn cái văn nguyện đó, nhưng mà khi nguyện thì mình đem hết cái tấm lòng mình gửi vào văn, và mình làm tất cả các công đức thì mình đều hồi hướng, tức là gom tất cả công đức đó hướng về một nơi mà mình đã định ở trong tâm mình. À, cũng hiểu đó. À, cái chữ nguyện á, cái nguyện sanh Tây Phương đó là chúng ta chán ngán cảnh giới này, và cái tâm của mình muốn về đó, đó là cái nguyện đó, là tâm mình muốn về đó, đó chứ không phải cái miệng mình nói, mà cái tâm mình muốn về đó để hồi hướng tất cả về đó. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được á, là khi chúng ta làm phước à, chúng ta hồi hướng có nghĩa là như thế nào? Tất nhiên là hồi hướng, cái đó là cái câu mà mình hồi hướng. Như thế nào gọi là hồi hướng? Có nghĩa là mình làm một phước báo, mình làm một công đức đó, nhờ nhân quả này mà được cái đó gọi là hồi hướng. Bây giờ ví dụ như á, là mình cho người ta 10 kg gạo, nhờ cái nhân quả này, nhờ nhân được cho người ta 10 kg gạo này mà con được quả là chúng sanh và con đều thành Phật đạo hết. Nghĩa là hồi hướng tất nhiên là nhờ cái này để tạo cái nhân quả cho cái ý muốn của mình, gọi là hồi hướng. À, quý vị, nên hồi hướng nó chia ra làm hai. Cái thứ nhất là mình muốn chia cho người khác một phần công đức của mình. Cái thứ hai nữa, nhờ cái nhân quả này là mình cho hai cái hồi hướng khác nhau nha. Bây giờ ví dụ con làm được 10 phần, con hồi hướng cho mẹ con được 5 phần. Như vậy đó gọi là mình chia phước báo. Nhưng thực tế ra cái hồi hướng có nghĩa là nhờ nhân quả này mà được cái kia theo tâm nguyện của mình, thì gọi là hồi hướng. Cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi kế tiếp, ai cho biết á, là mình á, lúc mà mình thời khóa tu tập á, công phu tu tập, còn ngoài cái thời khóa tu tập á, mình có tu hay không? Ví dụ như sáng mình lên tụng kinh, chiều tụng kinh, tối tụng kinh gì đó, ngoài thời gian đó mình có tu hay không? Ngoài cái thời khóa mình tu thì luôn luôn trong 24 giờ lúc nào cũng phải tu, là phải sửa mình và phải... Tất nhiên là trong cái thời khóa tu tập phải có thời gian, nhưng mà ngoài cái thời gian đó ra mình có tu không? Dạ, ngoài thời gian đó lúc nào mình cũng phải tu. Rồi, lúc nào mình cũng phải tu, cũng phải sửa hết. Vậy thì tu á, nó có hai, chia làm hai phần. Một tu trong thời khóa và tu ngoài thời khóa, phải không? Cho anh chàng pháo tay. Thì xin chúc quý vị Phật tử có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng.